Hello anh em. Rất lâu thì phải có một mùa 2. Và chủ nhật này thế phải đổi sang lịch một cái lịch mới rồi. Reflourish speed run nha. Anh em. Quay thành Reflourish speed run nha. 5 trận rồi. Cứ chơi xả láng đi. Không có gì đâu. Đi con mẹ, đối luôn mirang này. Vậy thôi anh em, lấy chứ còn gì nữa. Lấy chứ đợi, lấy chứ ngồi. Lấy chứ dùng nó để trưng à. Nhìn nghe sẽ không ổn rồi. Thế con anh em là nên lấy nốt, lấy thêm cái này nữa cho nó chắc. Ôi, con nó hệ băng à? Đấy nghe nhanh nó không ổn. Đi con mẹ mày đéo. Đi con yên được à? Thôi được rồi. Làm nha. 1, 2, 3. Bắt đầu. Let's go. FV1 Holiday Area. Không có con lửa thì chơi thì thắng một niềm tin à? Không phải quê là mùa 2 Tết đâu. Do phải đi về quê. Sợ đi về quê sợ mất mặt là tôi không ăn là không ngon được. Nên tôi phải không ngon phim. Không công chiếu mùa 2. Mùa 3 là tôi không công chiếu. Đi tìm mới này. Đấy, giúp bạn đi. Có cái để của quay, có cái để khen. Mà còn nhẹ. Yeah. Hỏi anh là
không có thân người bị hại. Tôi đã gặp ông thần. Ông ấy hay thường đi nói chuyện với thần với Venkit. Anh ấy bảo cho anh ấy đi xưng anh ấy là trường. Thì anh Kit bảo là anh tao không phải trường, tao là Kit. Anh ấy thì kiểu dắt nó lên một cái nắm lên. Tôi nghĩ rằng là anh ấy đã đổi tên nước, anh ấy thành người nước ngoài rồi. Anh ấy đã thành người nước ngoài mất rồi. Tôi là người tích cực nên tôi sẽ nghĩ như vậy đấy. Là người tích cực tôi sẽ nghĩ như vậy. Thôi. DMGHS được cơ GHS liệu có không? Chắc là không có đâu. Được mà biết rồi đấy. Còn được rồi bị đập chết, ok. Còn cái ông này được một khoảng chân đấy. Ông có cần 4 kênh T1, T2, T3, T4 T3 còn 3 kênh thôi. T1, T2, T3 TV3 này à, TV4 đấy, nó bay kênh rồi, còn TV3 đấy vẫn còn, nhưng mà chẳng thể đổi đây được đi, không thể đổi đây được cả, chẳng thể đổi đây được cả. TV1 là mình phát sóng mất rồi, TV2 mình phát sóng, TV3 mình phát sóng rồi, chỉ mỗi TV1 thôi, đấy. Rất là đặt cốp bây giờ thành bây giờ không nghĩ chuyện đấy nữa rồi, chúng ta chỉ có rất là đặt bom thôi, chúng rất là đặt này. Chúng ta có một đường hoàn hảo ơi, từ đây không còn đúng sai nữa rồi, chỉ có đúng là chiến tranh thôi, cái kiểu như đấy vẫn là giữ nguyên cái kiểu e, cái kiểu là đóng băng xương thì thay vì đóng băng một hàng nhau, tôi thích đóng băng một hàng bởi vì anh thứ nhất là mang nguồn hàng bởi vì nó chỉ có một đêm thôi, khó chịu mất đi vô cái chẳng tiết kiệm gì cả. Đây con này đóng băng tận là 3x3 cơ chứ phải chỉ 1x1 đâu đúng không, đi số thì được khoảng là 5x5 hình tròn. Tôi biết những cây này nó bắn hình tròn, những cái hình tròn thì thành vuông. Ngon rồi. Ừ, ngon rồi. Thank you.
Thôi đến đây đủ rồi, 800 là đủ rồi đấy. 825 kìa. Chết người mất. 775 thôi. Thế là đủ với tôi để chơi rồi. Thì nghiện lắm rồi. Tôi không nghĩ chuyện gió mùa nữa. Tại không có gió mùa nữa. Gió mùa này thì sớm lắm nên là họ phải... Họ phải bỏ gió mùa ngay tại đây chứ bây giờ họ phải... đặt gió mùa vào bây giờ thì chết với người chơi à, đúng không? Đúng chứ còn gì nữa. Thank you.
thứ ba. Thứ ba luôn. Và thứ bốn. Đỡ phải suy nghĩ. Yes, I love it. Đỡ phải suy nghĩ. Chỉ có đúng việc đợi double snip. Lại cho chị ăn mô rồi. Chết của tôi rồi. Vua liền đến. Sẽ làm gì để thống trị được cái đống này đây? Chỉ có đúng 3 flag. Một cái mini game gọi là thử thách tiết kiệm. Thử thách tiết kiệm đến cuối. Đi ra chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Ok, tập cuối này. Chú nhá. Công thức ánh sáng BT. Tôi sẽ đóng măng, tôi sẽ làm chậm thằng này. Nó là ui giọt, nó ui, được à? Cũng nổ được à? Nổ được. Tốc độ tăng độ khó, tốc độ dừng lỗi, tốc độ thu hút, công nghệ gì đó, chỉ là người đã thực hiện dễ hơn một tí thì cả, cái này có thích tăng khó, cùng. Thank you.
Fed ammo ngay, Fed ammo ngay. Fed ammo ngay. SK Evolution of KM. Gấp vào đấy hơi lỡ tay, lỡ tay rồi, lỡ tay anh em. SK tôi quả này không ăn thua, không ăn thua, không ăn thua đâu. Đánh chưng thôi. Ok, đặt combo này, đặt combo này, đặt combo ngay. Xuất combo ngay. Xong. Chơi xong phải đấm thẳng. Ok, xong luôn. Xong phải combo đấy luôn. Xong. Chơi xong, xong một nửa. Xong một nửa nha. Xong một nửa rồi. Đi vào nửa thứ hai. Yếu xìu, không có aloe. Con người chơi hệ hồi máu, anh ấy đã ra đi. Thank you.
Được được được. Chuồn làm sao được? Chuồn làm sao được? Chuồn làm sao được? Yes, tôi cũng xong rồi. Yeah, 5 trận rồi, 3 ván nữa thôi. Yeah, nhận 15.000. Yeah.
Cái hãng tên là game, tôi sa thải game đấy, không đùa đâu. Một trăm quả bom nguyên tử vào thôi. Okay. Quỷ đam à? Nó không bị ảnh hưởng khi mà mình bắn nó bây giờ à? Chơi căng đấy em. Không biết đâu. Tuyệt vời. Mang cái thế thật sự luôn. Jupiter là spam nhiều nhất thôi. Ok. Ok đấy. Yeah. Holy Barrier dùng đã vãi cả đạn ra. Là chuyện bài sinh nhật, nhưng mà lần này dùng tốt hơn này.
Nào, 700 xâm bắt đầu nha. Nào, nào, nào. Đừng làm gì cả, cứ đợi cho thằng này à, cứ đợi đi, cứ đẩy cho thằng này là người ta câu giờ đi, càng câu giờ càng tốt. Mà tích tăng, tích tăng. Đấy. Yeah. Rất là vui khi con này được ra. Đây là nơi để chờ đón. Chờ đón và lên. Yeah. Qua được. Thank you.
shit. Oh shit. Chuẩn bị đợt đợt một này, đợt hai này, đợt ba này. Không ai cản bước anh ấy đâu. Tiền bạc trong anh không thiếu, họ chỉ thích cho tiền thì cứ lấy thôi, tôi không cần nhận tiền gì đâu. Nhưng mà cứ có gì cứ thải cái đấy thôi, đúng không? Càng nhận càng tốt, chứ không phải là không nhận, không phải là còn chỉ có trẻ con mới nhận lì xì. Nếu mà nhận thì mình cứ lấy thôi, có gì đâu, đúng không? Thôi 10 phút trận đấu cuối cùng nha, chúng ta chỉ có 10 phút thôi, chúng ta sẽ có 10 phút để chơi đấy, để đấu đấy, nên là hãy sống sót cần tưởng tượng hạn nha anh em. Thắp đèn toàn vào nhà anh em. Giáng sinh cuối cùng. Yeah. Last Christmas I give you my heart. Tôi bị nghiện bài này của bản Kim Mít rồi. Chứ bản của bản gốc kia tôi cũng nghe nhiều lắm. Bản Kim Mít bây giờ tôi bị nghiện mất rồi. Đấy. Cái bản Kim Mít, cái bài Last Christmas đấy. Bản Kim Mít là hay nhất luôn. Một khi đã nghe thì bán máy tính sẽ bán một cái đấy, chứ không bán một cái gốc nữa. Tôi có đi biểu diễn trong buổi cosplay cơ mà. Trên cosplay cơ. Thank you.
tạo sàn này. Nó bao giờ mới đủ? Nhìn cái cày đã đủ được ba hàng. Đấy gọi là đã đấy. Đấy gọi là kinh đấy. Thank you.
Xong. Lấy được con lít xì tâu luôn. Lấy phò ri đấy. Đấy có vẻ là cái thay thế cho 15.000 đấy không nhỉ? Thì tôi xem là còn quà gì nữa không. Lấy nốt đi rồi sau đó lấy nốt để tôi còn khỏe một tí. Chúng ta đây có rất nhiều hàng này. Đến hai này thôi nha. Hai này thôi. Đây toàn hàng cắt cổ. Lấy hết cái hàng này cho chắc. Đấy, thế chúng ta chỉ đợi đợi khoảng 35.000 thôi. Thế là xong. Xong lịch trình. Rồi tập bản thì dần sau mà có cây mới bán thì chắc phải kéo dài thêm đấy. Thế thôi nhá. Bye. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những buổi sau. Bye bye.